Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với Trung Thực Auto. Trung Thực Auto là đơn vị chuyên kinh doanh những dòng xe gầm cao đã qua sử dụng, có trụ sở tại 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Những dòng xe gầm cao là gì? Ví dụ như là Fortuner này, Ford Ranger, Ford Everest, Santa Fe, Tucson, vân vân. Thì ngày hôm nay thì trong video này thì em xin giới thiệu đến anh chị bộ ba nhà Ford, đó là em Ford Ranger. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với em Ford ở bên tay phải em. Đây là em Ford Ranger Wildtrak, hai cầu số tự động, sản xuất năm 2015, form mới anh chị nhé. Hai cầu số tự động sản xuất năm 2015, form mới ạ. Em xin mời anh chị cùng quan sát một vòng ngoại thất của em này. Ngoại thất thì màu trắng, còn bên trong nội thất thì màu đen nhé. Thì bây giờ chúng ta cứ quan sát phần ngoại thất trước, sau đó thì em xin mời anh chị vào quan sát bên trong nội thất sau ạ. Đó. Em xin mời anh chị cùng vào bên trong phần nội thất ạ. Em xin mời quý anh chị và các bạn cùng tham quan phần nội thất nhé. Em Ford Ranger Wildtrak 3.2, hai cầu số tự động này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan anh chị nhé. Đó, em xin mời anh chị cùng quan sát từ cái chất liệu của ghế cho đến bảng táp lô, màn hình cũng như là vô lăng, cần số và các nút bấm vẫn còn rất là lướt. Hiện Trung Thực Auto đang để mức giá cho em Ford Ranger Wildtrak 3.2 hai cầu số tự động 2015 form mới này là hơn 700 triệu một chút anh chị nhá. 700 triệu một chút thôi ạ, dưới 750 anh chị có hoàn toàn yên tâm. Về chất lượng xe của Trung Thực Auto thì bên em xin cam kết hai tiêu chí với khách hàng, đó là chất lượng và nguồn gốc. Chất lượng đó là hệ thống khung gầm này, động cơ, máy móc, hộp số nguyên bản, không cỏ máy đại tu, không đâm đụng và không ngập nước, không thủy kích anh chị nhá. Còn về nguồn gốc thì là chất lượng ạ. Còn về nguồn gốc thì giấy tờ pháp lý rõ ràng, không tranh chấp, thế chấp, không cầm cố và thậm chí là cả không phạt nguội nữa ạ. Đó, bây giờ thì em xin mời anh chị cùng sang em Ford Ranger thứ hai. Ford Ranger 2.2, một cầu số tự động sản xuất năm 2017. Ngoại thất màu cam. Màu cam là một trong những cái màu bán chạy nhất của cái dòng xe này anh chị ạ. Đó, em xin mời anh chị cùng quan sát phần ngoại thất của em nó. Mọi người cứ mặc định là xe bán tải thì chỉ phù hợp đi off-road, nhưng mà Ford Ranger, cái dòng Ford Ranger thì đi trong phố thì rất là mượt anh chị ạ. Hiện Trung Thực Auto đang để mức giá cho em Ford Ranger Wildtrak 2.2 một cầu số tự động năm 2017 này là hơn 750 một chút anh chị nhá, hơn 750 triệu ạ. Thì bên em thì luôn khuyến khích khách hàng đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm xe, cũng như là có thể đi cùng thợ quen hoặc là đem xe ra hãng, ra gara uy tín mà các anh chị tin tưởng để check xe các anh chị nhá. Bây giờ thì mọi người hãy cùng em đi tiếp đến em Ford Ranger thứ ba. Xin giới thiệu với anh chị, đây là em Ford Ranger XLS một cầu số sàn, sản xuất năm 2017 với ngoại thất màu ghi. Đó, ngoại thất màu ghi và nội thất bên trong thì màu vàng. Nội thất bên trong thì màu đen. Sorry anh chị, em hơi nhầm lẫn một chút, anh chị bỏ qua. Em này thì biển Hà Nội các anh chị nhá. Và cái em Ford Wildtrak, em Ford Ranger Wildtrak đầu tiên mà em giới thiệu cũng biển Hà Nội luôn ạ. Cái này thì sẽ rất là tiết kiệm được một khoản cho anh chị nếu mà mình không có ý định đăng ký lại biển. Còn bây giờ thì em xin mời anh chị cùng tham quan bên trong phần nội thất ạ. Em xin mời anh chị cùng tham quan phần nội thất của em nó nhé. Đó, mời anh chị cùng quan sát phần vô lăng cũng như là chất liệu da của ghế, cần số. Đời 2017. Nhưng mà bên em thì rất là chăm chút cho xe, cho nên là mọi thứ bên trong nội thất thì nó vẫn rất là mới anh chị ạ. Hiện bên em đang để mức giá cho em Ford Ranger XLS 2.2 một cầu số sàn năm 2017 này là hơn 500 triệu một chút các anh chị nhé. Anh chị có thể đến trực tiếp showroom tại 495 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội để chúng ta có thể thảo luận về giá, hoặc là gọi điện đến số hotline đang hiện trên màn hình để bên em có thể trao đổi trực tiếp giá cả với anh chị ạ. Anh chị đừng lo lắng về vấn đề giá cả, bởi vì Trung Thực Auto thì luôn luôn hỗ trợ 100% cho khách hàng. Anh chị chỉ cần trả trước 30% tổng giá trị của chiếc xe là có thể đem xe về rồi ạ. 70% còn lại thì anh chị có thể trả góp tối đa trong vòng 7 năm anh chị nhá. Đó. Kết thúc video thì em xin chúc anh chị sức khỏe và chúc anh chị sớm tậu được một em xe cho riêng mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo ạ.